một vị tiên tri, hãy tới đây có đứng cao trọng hơn tiên tri. Sứ thần đi trước loan truyền, dọn đường hướng vô tình mọi người nắm, bởi phố nơi sinh ra không có ai cao trọng vượt thánh do an tiên. Dọn đường hướng vô tình mọi người nắm, bởi phố nơi sinh ra không có ai cao trọng vượt thánh do an tiên chi. Hãy tới đây có đứng cao trọng hơn tiên tri, sứ thần đi trước loan truyền, dọn đường hướng vô tình mọi người nắm, bởi phố nơi sinh ra không có ai cao trọng vượt thánh do an tiên hô, không có ai cao trọng vượt thánh do an tiên hô, không có ai cao trọng vượt thánh do an tiên hô. Thật chất sức Chúa là một đẹp đọc của giáo sư hướng dẫn.
một vị tiên tri, hỡi tới đây có đứng cao trọng hơn tiên tri. Sứ thần đi trước loan truyền dọn đường hướng cứu tình mọi người nam, bởi phố nơi sinh ra không có ai cao trọng vượt thánh do an tiên. Thank you.
Thì không mưa thì bão, và hôm nay thì gió có to nhưng mà không phải là gió bão mà là gió rất là mát cho chúng ta sau những cuộc nước. Chúng ta cùng nghinh thánh tâm Chúa Giêsu và thánh Gioan quan thầy của giáo giáo Nam chúng ta. Hôm nay mừng lễ quan thầy của giáo giáo Nam với sự hiện diện của cha giáo Đào Minh, ngài Nguyên Chánh sứ Hoàng Nghị, ngài rất ưu ái cho giáo sứ cứu nhân chúng ta, bởi vì trước đây ngài cao coi sóc giáo sứ Hoàng Nghị, ngài luôn luôn quan tâm cũng như có thánh lễ lớn hay là quan thầy của các giáo giáp, ngài vẫn hiện diện ở đây để động viên cho cộng đoàn. Xin cộng đoàn trao đổi một tràng pháo tay để cảm ơn cha Đào Minh, và cũng chúc mừng ngày lễ quan thầy của giáo giáp Nam. Chúng ta đã nhận thánh Gioan quan thầy, một vị thánh rất đặc biệt, một vị thánh là gạch nối cho Cựu Ước và Tân Ước, một vị thánh trước khi chào đời đã đón nhận được cứu độ và nhảy mừng trong lòng mẹ, đó là bà. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Ta tới sự sống muôn đời. Amen.
trên trời là Chúa Cha toàn năng. Lạy ơn một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần Lạy Chúa, Chúa đã sai Thánh Gioan Tẩy Giả đến chuẩn bị cho dân Chúa sẵn sàng đón Đức Kitô. Xin rộng ban cho các tín hữu được đầy tràn niềm vui của Thánh Thần và xin hướng dẫn họ bước vào con đường cứu độ và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến chi cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah: Hỡi các đạo binh, hãy nghe tôi đây. Hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý. Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ. Lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi. Người đã làm cho miệng lưỡi tôi lên như gươm sắc bén, giấu tôi dưới bàn tay của Người. Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn, cất tôi trong ống tên của Người. Người đã phán cùng tôi: Hỡi Israel, ngươi là tôi chung của ta. Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang. Phần tôi đã nói, tôi vất vả uống công phí sức mà chẳng được gì. Nhưng sự thật đã có Đức Chúa minh xét cho tôi. Người dành sẵn cho tôi phần thưởng. Giờ đây Đức Chúa lại lên tiếng: Người là đấng nhào nặn ra tôi. Từ khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở thành người tôi chung, đem nhà Gia-cóp về cho Người và quy tụ dân Israel chung quanh Người. Thế nên tôi được Đức Chúa trân trọng và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi. Người phán: Nếu ngươi chỉ là tôi chung của ta để tái lập các chi tộc Gia-cóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, nay ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng cõi đất. Đó là lời Chúa. Chính của Chúa xin bao siêu kỳ. Con đã gửi Chúa, Chúa công an. Con đáng là Chúa, con đáng dương đại đã dựng nên con. Cái nhà luôn đã tạo thành con, cái siêu kỳ. Con đã gửi Chúa,
Khi đến Antiochia, miền Pisidia, ông Phaolô đứng giữa hội đường và nói: Sau khi thuyết phế vua Saul, Thiên Chúa đã cho ông David xuất hiện làm vua cai trị dân Israel. Người đã làm chứng về ông rằng: Ta đã tìm được David, con của Jesse, một người đẹp lòng ta và sẽ thi hành mọi ý muốn của ta. Từ dòng dõi vua này, theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Israel một đấng cứu độ là Đức Giêsu. Để dọn đường cho Đức Giêsu, ông Gioan đã giao rằng: Kêu gọi toàn dân Israel chịu phép rửa tỏ lòng sám hối. Khi sắp hoàn thành sứ mệnh, ông Gioan đã tuyên bố: Tôi không phải là đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho người. Thưa anh em, là con cái thuộc dòng giống Abraham, và thưa anh em đang hiện diện nơi đây là những người kính sợ Thiên Chúa, lời cứu độ này được gửi tới chúng ta. Đó là lời Chúa. Ơn Chúa. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã dòng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Zacharia mà đặt cho em. Nhưng rồi họ làm hiệu hỏi người cha xem muốn đặt tên em là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngày lúc ấy miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ, và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi sẽ ra thế nào đây? Và quả thật có bàn tay Thiên Chúa phù hộ em. Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa. Trọng kính cha xứ, kính thưa quý cụ, quý cố, ông bà, anh chị em và các thiếu nhi, đứa trẻ còn thân mến. Con muốn lần nữa cảm ơn cha xứ, cảm ơn giáo xóm, là giáo giáp Nam, ban phục vụ như là bác Trùm đã lên chủng viện để mời con cha quê hương. Tuy nhiên hôm nay ngài có công tác xa nên ngăn trở con đại diện cho hai anh em chúng con về mừng lễ với giáo xứ, với giáo giáp Nam ngày lễ con thầy Thánh Gioan thầy xã sinh nhật của ngài. Chúng ta tạ ơn Chúa vì chính Chúa đã yêu thương chúng ta hết ơn này đến ơn khác. Rồi là ngày lễ hôm nay cũng diễn ra trong bầu không khí thật là đẹp, mát mẻ. Con thấy những cái làn gió mát như thế này thì quả thực là
những cái quạt chạy hết công suất cũng chẳng có ăn thua gì. Nhưng mà trời cho chúng ta có một làn gió mát như thế này làm nhẹ đi cái nóng của thời tiết và làm cho tâm hồn chúng ta cũng vui vẻ. Tạ ơn Chúa dù nóng, dù nắng hay dù mưa thì tâm hồn chúng ta cũng không thay đổi. Lòng yêu mến của chúng ta xuất phát từ trong tâm hồn, từ trong đời sống đức tin, chứ không lệ thuộc vào nóng hay lạnh. Đấy, đời sống đức tin của chúng ta can đảm như ông Thánh Gioan Tẩy Giả. Chúa Giêsu khen ngợi trong những người nam, ông Gioan Tẩy Giả là người trọng bậc nhất. Chính vì vậy mà chúng ta thấy trong phục vụ của giáo hội rất ít vị thánh được cử hành khi mừng cái ngày sinh nhật của mình. Chỉ có Đức Mẹ, chỉ có Chúa Giêsu Thầy Chí Thánh và có Thánh Gioan vị tiền hô của Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta thấy cuộc đời của vị tiền hô này đặc biệt lắm. Chúa Giêsu khen ngợi và giáo hội cử hành mừng ngày sinh nhật của Ngài trong phục vụ là hướng chúng ta lên Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa luôn luôn xót thương, Thiên Chúa đoái thương những kẻ thuộc về Ngài. Những ai mà được Thiên Chúa tuyển chọn thì Thiên Chúa cho hưởng cái ơn huệ của Chúa. Cho nên do tên của Ngài là như vậy. Vì biết Thiên Chúa xót thương ông bà như vậy, cho nên mọi người đến để chia vui, để mừng, để đặt tên cho cậu ấy là Gioan như Thiên Chúa muốn. Ta thấy ảnh hưởng của Gioan khi Ngài làm phép rửa thống hôn. Và trong các sách ngôn sứ thì nói chuẩn bị cho cái sứ vụ mà chúng ta hiểu về Gioan Tẩy Giả là người của Thiên Chúa. Ta đã chọn ngươi, ta đã đặt tên cho ngươi trước khi ngươi được sinh ra. Thì Gioan Tẩy Giả là con người như vậy. Ta ban thần khí của ta, ta ở với ngươi để ngươi nói những điều ta muốn cho dân. Gioan Tẩy Giả đã làm như vậy. Ta muốn ở với ngươi để bênh vực ngươi trong mọi tình huống của cuộc đời này. Và ngươi muốn truyền đạt lời của Thiên Chúa. Gioan đã can đảm với sức mạnh của Thiên Chúa. Cho nên sứ vụ của Ngài là chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế, gọi là tiền hô. Người ta thấy ảnh hưởng của Gioan, thấy nhiều người đến với Ngài. Vì Ngài được sinh ra là để chuẩn bị lòng dân trở về với Thiên Chúa. Cho nên phép rửa thống hối của Ngài có ảnh hưởng đến dân chúng. Người ta hỏi có phải Ngài là Đấng Kitô phải đến không? Ngài bảo không phải, tôi không phải như vậy. Sách dép cho người tôi cũng chẳng đáng. Để chúng ta thấy cái lời nói đó, tôi không đáng cởi xuống, tôi không cởi dép cho Ngài. Tôi không đáng cúi xuống, tôi không đáng làm nô lệ của Ngài đâu. Và sau này chúng ta thấy Chúa Giêsu có sống tinh thần đó không? Chúa Giêsu đã quỳ xuống, đã rửa chân cho các môn đệ của Chúa và dạy chúng ta bài học để phục vụ, để yêu thương con người. Thì Gioan Tẩy Giả đã sống trước cái điều đó. Cho nên Ngài là vị thánh, vị ngôn sứ khiêm nhường vô cùng, khiêm nhường tạo nên sức mạnh, khiêm nhường tạo nên sức lan tỏa của tinh thần phục vụ của lòng. Con cứ mường tượng ra cách đây 100 năm, giải đất của chúng ta đây có cửa sông Hà Lạc, có cửa sông Hà Lạc trên kia, có cửa sông ra sông Hồng ở đây, rồi là có chợ bể đây, có khi là gần bể, hoặc là có cái bến sông, có cái cửa sông rồi đó, rồi bây giờ thay đổi đi rồi, nhưng mà có cái tên như vậy làm cho mình suy nghĩ, các đấng truyền giáo đã đến với chúng ta. Đến các cửa sông, đến các con sông, đến các cây đa, bến nước, sân đình, truyền thống văn hóa của chúng ta. Và thấy những người dân ở đó, sao mà họ dễ mến, sao mà họ khiêm nhường thế. Tại mà gặp được tin mừng của Chúa, chắc họ sẽ đón nhận, họ sẽ lan tỏa giá trị của tin mừng. Và các ngài đã nói với chúng ta về Chúa, dạy chúng ta về bài học yêu thương thiên nhường của Chúa Giêsu, điều mà Gioan Tẩy Giả đã loan báo. Và cái bài học đó là cái bài học truyền giáo cho chúng ta. Ngày xưa các đấng phải đi thuyền, thế còn ngày nay chúng ta có nhiều phương tiện giúp cho con người ta đi nhanh hơn,
đến từ những miền đất xa xôi, hiểu được các miền xa xôi mà chúng ta chưa được đến. Nhưng mà như là thế giới nối liền khoảng cách lại với những phương tiện của thời đại này. Thế thì chúng ta phải lan tỏa những giá trị tin mừng của Chúa, lan tỏa giá trị mà Giăng Tẩy Giả đã chuẩn bị lòng dân đến với Thiên Chúa, đó là các ngươi hãy sám hối, hãy khiêm nhường, hãy đón nhận lời của Thiên Chúa, để chính lời của Chúa là lời sẽ dạy dỗ chúng ta. Tin mừng sẽ đến với các tâm hồn, và đó là chiều sâu của công cuộc loan báo tin mừng. Loan báo với Thánh Giăng Tẩy Giả vì tiền hô của Chúa đã sinh ra trong nhiệm lạ, đã sống rất khiêm nhường, đã dọn đường cho người ta đến với Chúa, gọi là vị tiền hô, đã khiêm nhường thẳm sâu, và báo trước cái con đường của Chúa Giêsu sẽ dạy các môn đệ của Chúa là cúi xuống, là sống như những người tôi tớ để phục vụ, để yêu thương. Đó là cái ơn can đảm của đời sống chúng ta học với Thánh Giăng Tẩy Giả. Chẳng chắc hẳn là ngài sinh ra trong một gia đình mà cha là tư tế, mẹ là bà mẹ rất khiêm nhường và đạo đức. Ngài đã học được những bài học can đảm đó từ gia đình trước hết, rồi từ trong chính sứ vụ của ngài được Chúa chuẩn bị cho. Đấy, được Chúa chuẩn bị cho ngài là cái tiếng để mà phong cái lời là Đức Giêsu Kitô, là ngôi lời vĩnh cửu. Cho nên nơi nào mà có lời được thấm vào trong các tâm hồn, thấm được trong đời sống các tâm hồn thì phải có cái tiếng. Cho nên Thánh Augustino cũng nói một cái điều kỳ lạ nữa là nơi Zacharia được cất lên tiếng nói bởi vì có tiếng được sinh ra. Cái sau này Gioan bảo tôi là chỉ là tiếng kêu trong hoang địa mà thôi, còn lời là Đức Giêsu Kitô, là ngôi lời vĩnh cửu thầm hư. Chúng ta học với ngài gương can đảm, trước mọi khó khăn vẫn nói lời Thiên Chúa. Nói lời Thiên Chúa mà bị người ta chống đối thì cũng liệu mà nói những lời ấy cho trung thực, chứ không làm cho lời bị méo mó. Chúng ta có nhiều cái nỗi sợ lắm, làm cho chúng ta không dám sống tin mừng của Chúa. Nào là những cái sợ, những cái gì đó trái với chúng ta, rồi là sợ những quyền bính. Chúa bảo là đứng trước những khó khăn chúng con sẽ biết phải làm gì, đứng trước những bách hại Chúa Thánh Thần sẽ dạy chúng con phải nói gì, phải minh dạy là con tập lớp trong. Bởi vì em bé lớp 7, lớp 8, lớp 9 rồi mà chưa bao giờ đi lớp trong thì cha mẹ không tập, cha mẹ làm thay, hoặc là ngủ dậy là lấy chân nó từng cái chân thôi đi. Thì đấy, bao nhiêu những cái kỹ năng trong đời sống chúng ta, chúng ta có thừa kiến thức mà chúng ta thiếu kỹ năng. Đấy, rồi là ai trong chúng ta chẳng hiểu là biết khiêm nhường là cần thiết đấy, để mà chuẩn bị mọi người đến với Chúa. Thế có ai đó nhá mà đời sống đạo còn đang thiếu huyết, còn đang khô khan, thế có khi các cha đến thì các ông các bà khiếm khuyết như vậy thì cũng ngại gặp các cha. Thế nhưng mà có những người anh chị em giáo hiếu, có những người bạn, có những người có đời sống đạo đức nhưng mà có đức khiêm nhường, đến là gặp gỡ nhau bằng lòng yêu mến, bằng tình người, bằng sự chia sẻ, bằng những lời nói tốt đẹp, có khi chuẩn bị người ta trở về với Chúa tốt hơn. Thế là những cái gì đó, những cái tương quan của chúng ta nó thiếu cái kỹ năng, thiếu sự tử tế, thiếu cái tinh thần bác ái. Tại vì chúng ta không có kỹ năng, chứ còn kiến thức chúng ta thừa hiểu. Chỉ có đức bác ái mới đưa người ta lan tỏa cái giá trị yêu thương, mới đưa người ta đến gần nhau và đến với Thiên Chúa được. Nhưng mà vì mình hiểu biết, nhưng mình chưa để ý, mình chưa nỗ lực để tập kỹ năng là lòng trí chúng ta muốn cúi xuống như là Chúa cúi xuống giữa chân, để từng ngày học tập những giá trị yêu thương, tập bài học kiêm nhường, tập sự kiên nhẫn, tập sự tinh tế, quan sát cái óc, quan sát vừa bằng mắt, vừa bằng trái tim yêu thương, vừa bằng
Chúa đã làm cho Thánh Gioan nhảy mừng trong lòng bà Elizabeth. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi thành phần trong hội thánh luôn vui mừng hoan hỷ, vì Chúa đã đến ở với loài người chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã dùng lời nói và cuộc đời của Thánh Gioan mà chỉ cho nhân loại đường trở về cùng Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hàng giáo sĩ khi rao giảng lời Chúa biết sống tinh thần nghèo khó của tin mừng như Thánh Gioan. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã muốn dùng người phàm để rao giảng nước Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn giáo sư chúng ta biết thực thi bác ái trong đời sống, khiêm tốn trong phục vụ và hiền hòa trong cung cách đối xử. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Thánh Gioan là một chứng nhân trung thành và can đảm dõi đường cho con Chúa đến. Người đã yêu mến Chúa hết lòng và làm tròn trách nhiệm quân sư. Xin cho chúng con biết đôi gương thánh nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Yeah.
Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn về ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con này nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con này nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Tôi trần gian phúc cho ai được mời đến giữ tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con nhờ các phương tử thẳng nhà con, như xin cho hai hồn lời, để hồn không trở nặng lại.
con, yêu con bằng mối duyên đầu kia. Con đưa khoác thân làm người, gọi người con sông mến thương. Con nói sao vừa, nói sao vừa lòng, Chúa đã vì yêu tha thiết. Bao nhiêu là gì tình người bấy con nay lấy. Chúa toàn năng hằng ngơ, Chúa vừa bồi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc trên Thiên Chúa. Xin cho giáo hội đang hoan hỷ mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan Tây Gia được nhân biết rằng Đức Kitô là đấng làm cho giáo hội được tái sinh, người hằng sống và yên chi muôn đời. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Xin mời cha giáo quý cộng đoàn chúng ta ngồi. Trọng kính cha xứ, trọng kính cha giáo Đa Minh rất kính mến. Kính thưa quý vị dòng Mân Côi, kính thưa ban chấp hành đại diện một bộ giáo xứ, Ủy ban chấp hành các giáp, các hội đoàn có sự hiện diện. Ngày hôm nay, khắp mọi nơi nói chung đang tràn ngập niềm vui ngày đại lễ mừng kính Thánh Gioan Tuyển Hô Quan Thầy Đệ Nhất. Đặc biệt giáo giám nam chúng con đã nhận Thánh Gioan làm quan thầy thì đã được sự ưu ái của cha xứ, cha giáo Đa Minh đã bất chấp thời gian và ngọc về dâng thánh lễ và cung minh thánh tâm Chúa Giêsu
và Thánh Gioan Quan Thầy một cách rất long trọng. Về con đại diện cho cộng đoàn giáo giáp, xin chân thành tri ân và biết ơn cha xứ và cha giáo. Nguyện xin Thiên Chúa đổ muôn ơn hùng phúc xuống cho cha xứ và cha giáo, và ban cho hai cha an lành thánh đức, để hai cha có nhiều nghị lực để làm sứ vụ tông đồ mà Thiên Chúa đã trao ban cho hai cha. Và có đại diện cho cộng đoàn, xin chân thành cảm ơn quý vị dòng Vân Côi, quý ban chấp hành mục vụ giáo xứ, quý ban chấp hành các giác, các hội đoàn, vì lòng kính mến Chúa và yêu mến Thánh Gioan Quan Thầy đã về cùng với giáo giáp chúng con để cung linh Thánh Tâm Chúa Giêsu và Thánh Gioan Quan Thầy và hiệp dâng thánh lễ một cách rất sốt sáng. Vậy có đại diện cho cộng đoàn giáo giáp, xin chân thành cảm ơn và tri ân. Nguyện xin Thiên Chúa và Thánh Gioan Quan Thầy xuống muôn ân lành trên quý vị, quý ban chấp hành giáo xứ, quý ban chấp hành các giáp, các hội đoàn cùng toàn thể cộng đồng dân Thánh Chúa. Và cuối cùng, trước khi dừng lời, có xin kính chúc cha xứ, quý cha giáo, quý vị an lành, quý cộng đoàn mạnh khỏe, đoàn kết yêu thương nhau để xây dựng giáo xứ giáo giác mỗi ngày một thăng tiến. Xin chân thành cảm ơn. Thánh Gioan.